Hello cả nhà. Hôm nay Yuki sẽ nấu cái món chả cá La Vọng cho mọi người xem nha. Cái món này Yuki ướp, sau đó Yuki nướng bằng than hồng á. Cái món này thì ăn kèm với lại thì là hành lá, bún tươi và mắm tôm. Sau khi mà nướng xong á, mọi người vẫn có thể ngửi được cái mùi đúng không? Cái mùi rất là thơm, thơm cái vị mắm tôm nghệ nè. Rất là nhiều gia vị trong này đó. Sau đó Yuki sẽ đặt nó vào cái mâm này, Yuki cắt nó, cắt miếng vừa ăn thôi nha. Cắt to quá là ăn không đủ luôn đó. Sau đó mọi người để đây, lấy cái chảo đặt lên trên cái bếp. Lắc 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 cái dầu cho nó nóng, sau đó mình bỏ hết tất cả rau vào, mình đảo cho nó thơm cái mùi rau này. Không biết mọi người sao chứ Yuki thích cái mùi này dữ lắm. Sau đó thơm rồi mình mới bỏ cá vào nha. Nêm nếm thêm một ít gia vị vô nữa. Rồi bỏ thêm miếng bún vào xào 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 nó lên. Nếu mà ai không thích ăn bún xào á, thì có thể bỏ ra ngoài ăn sống cũng được. Nhưng mà Yuki thích xào thì Yuki bỏ xào. Mọi người có thể nhìn thấy cái anh bạn của Yuki là nước miếng nó chảy luôn rồi. Cái món này người sinh cũng thích ăn, mà người Việt cũng thích ăn. Cái món này bạn nào mà thích ăn cái món này thì cứ ghé ăn là ghiền nha cả nhà. Địa chỉ tại 45 La Ron 27 Kỳ Lăng. Nhớ đặt bàn trước nha cả nhà.